Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Tiếp tục với Cần Câu cho mọi người xem nhé. Hôm nay là tổng cần này. Đấy, đầu tiên là một cái cần hai khúc. Đấy, cái cần hai khúc nha mọi người. Cần hai khúc Shimano, nó bị gãy một đoạn độc rồi. Cần hai khúc Shimano nha mọi người. Đấy, cần này nó bị gãy một đoạn độc rồi. Cái này đáng lẽ là nó dài 1m65 lắm, nhưng mà nó gãy khoảng cỡ 15cm rồi. Đấy, chỗ này ok này. Đó, nó gãy khoảng 15cm độc rồi mọi người. Mọi người về gắn cái đầu bu lại chỗ này nhé. Đấy, gắn cái đầu bu, bỏ cái khoan ra, khoan vô đây cũng hư rồi, gắn cái đầu bu vào đây. Đấy, thì cái cần này hiện tại á, cần này cần mấy năm nhé. Về mọi người cọc khoan lại làm máy đứng tùy mọi người nhé. Cần này dài, hiện tại dài 1,5m, thu vào là 80cm, độc 2,1 ly, cân nặng là 200g. Cái này cái số 1. Số 1. Cái này 101. Số 1 101 nha mọi người. Số 2 là cái cần này này, Tanlet AP6 đấy, cần Suzumi nha mọi người. Cái cần này này thì nó một khúc thôi, dài 1m25, độc là 1,4 ly, cân nặng là 240g. Cái này thì cần này người ta chế đó nha mọi người. Đấy, chế này này, ống vô này này, đây, thẳng như này, dàn khoan mấy năm này. Đấy, dàn khoan thì còn rất ok nha. Đấy, độc ok, chế nhưng mà rất là ok nha mọi người, cầm rất là sướng tay. Đấy, cây này cây số 2. Số 2 130.000. Số 2 130.000 Suzumi nhé. Số 3 là một cây cần ISO. ISO trong này nguyên bản của nó là 24 của thằng NFT nha mọi người, của hãng NFT. Đây, Bass Fuji FX6. Đấy, đây, thằng nhỏ lóng dài này. Đấy, nó bị gãy một tí đoạn độc rồi đó. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng tất cả. Nó gãy phát 10 phân độc nha mọi người. Giờ nó còn dài 2,3 m này. Thu vào là 94cm, độc là 1,1 ly, cân nặng là 80g. Đây này cái số 3. Số 3 90.000. Số 3 90.000 nha mọi người. Số 4 tiếp tục một cái ISO Olympic. Đấy, ISO Olympic 2,1 m. Đấy, cái cần này thì người ta như thay cái độc rồi, thay cái độc rồi, mắc cái đầu bu rồi nha mọi người. Đấy, này, khoan cái nó cũng bị hư rồi này, khoan cái bị hư rồi, còn mấy khoan này về thay cái khoan này với thay đầu bu đi nhé. Đấy, một lóng này, hai lóng này, ba lóng này. Đấy, cái cần này hiện tại đang dài 2,1 m, thu vào là 83cm, độc là 1,8 ly, cân nặng là 100g. Cân nặng 100g nha mọi người. Đấy, cái này chỉ về thay một cái khoan cái với lại một cái đầu bu là đẹp luôn. Đấy, độc lớn nhé. Cái này cái số 4. 120.000. Số 4 120.000. Số 5 là một cái cần hai khúc mà nó bị độc, nó bị gãy chỗ này nha mọi người. Độc nó bị gãy chỗ này, về mọi người hạ độc, hạ đầu bu xuống đây này, nó bị gãy chỗ này này. Đấy, bị gãy chỗ này khoảng cỡ 7-8 phần vậy đó, 8 phần. Đấy nha, đúng như này cho mọi người xem. Ok,
cọc luôn vào đây. Về mọi người lấy cái đầu bu đó mọi người hạ xuống hay là thay đầu bu tùy mọi người nhé. Rất kia xu được rồi. Bát nhựa vặn nhé, cái cần này dài 1m6 nhé, thu vào là 83 cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 140 gram. Đấy, 1m6 mà nó thụt xuống còn khoảng độ 1m rưỡi nhé, 1m rưỡi đi. Đấy, đây là cây số 5 90. Số 6 là một cái cần 3 khúc. Đây, cần 3 khúc. À, cần này đọt nó cũng bị gãy xuống một đoạn tí rồi nha mọi người. Gãy xuống một đoạn tí rồi. Đấy. Này, nó mắc một cái khoang chỗ này nữa đây. Đấy, lấp. Đây. Còn một cái khoang chỗ này với một cái khoang này, còn hai khoang thôi mọi người. Đáng ra nó là 4 khoang và một đầu bu, nhưng mà hiện tại nó chỉ còn là hai khoang và một đầu bu thôi nha. Đây, bát FK FS6 này, 3 khúc Olympic nhé, 3 khúc Olympic. Đấy, cần này hiện tại dài 4m3, thu vào 88 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là cần này dài 23 chứ không phải, cần dài 2m3, thu vào 88 cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180 gram. Cây này cây số 6. Số 6 130.000. Số 6 130.000. Số 7 là một cái ISO khoang lớn, nhưng mà nó bị mắc cái đầu bu, thành ra nó tụt mắc cái mấy cái khoang trên đồng này rồi nha mọi người. Đấy, tụt khoảng cỡ 2-3 cái khoang gì đấy và một đầu bu đó. Đầu cũng khá là cứng nha, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đấy. Cần này thì nhìn nó bụi đất như thế này thôi, với về mọi người vệ sinh là nó sạch đẹp thôi nha mọi người. Đây, bụi đất thôi nhé. Bát Fuji FX7. Cần này dài 3m, thu vào 1m09, đọt 3 ly, cân nặng 260 gram. Đây là cái số 7. Số 7 130.000. Số 7 130.000. Số 8 này là một cái cần ISO khoan kim loại, bát FK FS6. Khoan này thì về mọi người nên thay hết đi. Đấy, thay hết đi cho nó đồng bộ, mình đáng cho một, mình đáng cho mọi người về lấy cái phôi với cái bát thôi nhé. 1 lóng, 2 3 4 5 6. Này không biết người ta gia cố à, này nó bị nứt này. Nó bị nứt, người ta gia cố thêm rồi nhé. Nó bị nứt như ba chỗ này, bị dẫm nứt hay là sao, nứt ba cái lóng này, nên thành ra người ta quấn gia cố rồi. Cần này dài 3m rưỡi, thu vào là 81 cm, đọt 1 ly, cân nặng 200 gram. Cái này cây số 8. Cái này cái số 8. Số 8 là 50. Đấy, số 8 50. Số 9 là một cây cần Ikeda Fuji FS6 nha mọi người. Đấy, này đọc này, đọc tháp nha mọi người, đọc tháp nhé. Đấy, nó có bị gãy tí đọt rồi nhưng mà không sao rồi nhé. Ok, đây cần này hiện tại dài 2m, thu vào là 1m17,
đọt là 0,6 ly, cân nặng 140 gram. Cái này cái số 9. Số 9 150. Số 9 150. Số 10. Đây, số 10 là một cây cần súp cầu lục cũng được à, mà ba mét ngắn quá, cầu lục bạc bãi cũng á. Đấy. Fuji FX7 nhá, bass Fuji FX7. Đây. Khoang bass còn ok nha mọi người, khoang bass còn ok, chỉ có đầu bu là nó bị bung, nó bị hư rồi, phải thay một cái đầu bu thôi. Cái cần này còn khá là mới nha. Đấy, đọt này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng tất cả. Đấy. Cái cần này dài 3m2, thu vào là 3m2, hình như thay đọt rồi, thay đọt dài 3m2 luôn. Đấy. Thu vào là 90cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 240 gram. Cái này cây số 10. Số 10. 170.000. Số 10 170.000. Số 11 là một cây ISO. Thôi mình bỏ luôn cái nắp chụp này ra nha mọi người. Nắp chụp nhìn xấu quá. Mình bỏ luôn cái nắp chụp này ra nhé. Không để vào đây nữa. Đấy. Cái này thì người ta cũng chế khoan rồi đây. Nhưng mà thôi về mọi người bỏ ra thay luôn dòng khoan mới cho nó đẹp nhé. Đọc ra. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Chế khoan rồi mà chế xấu quá. Cột tạm nữa nó cao chứ không phải chế gì, chế ai chế như thế này nhá. Ryobi nha mọi người, cần Ryobi Bass Fuji FX6. Cần phải dài 4m3, thu vào là 90cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 240 gram. Đây là cái số 11. 11. Đây này 120.000. 11 120.000. Là tiếp tục một cái ISO thân nhỏ lóng dài. Đây, Bass Fuji FX5. Đây. Còn được 3 cái khoang, còn một cái khoang này hư rồi. Đầu bu thì rớt nên là 2-3 cái khoang giữ cái tay nó cũng bị rớt luôn rồi nhé. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Đấy. Đây là ISO carbon xong. Đấy. Cứng ngắt luôn. Cái này chất liệu carbon nha mọi người. Cái này chất liệu carbon mọi người ạ. Carbon. Đấy. Đây là ISO carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Bass Fuji FX5 này. Cần này dài 3m6. Thu vào là 1m, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 120 gram. Đấy. Đây là cây số 12. Cái này bán 201. Cái này chất liệu carbon nha mọi người. Cái này chất liệu carbon. Đây. Có một cái cần chế đây. Dài 1m14, đọt 2,6 ly, cân nặng là 60 gram. Đây, nó chế đây. Sỏ ống này, đọt này, ngắn như thế này thôi. Đấy. Về thay hai cái khoang này đi, thay hai cái khoang, đầu bu thì còn nhé.
13. Mười ba năm mươi nghìn nhau rồi, chưa có bát luôn này, về làm càng tay giặt. Mười bốn là một cây ISO tiếp, cây ISO bát FK FS6 này, càng là dài 6 mét. Đọt của nó đây nha mọi người. Về mấy cái khoang này thì chắc mọi người về thay hết đi nhé. Đấy. Rồi. Mình búng một phát nó tụt luôn cái đầu bu rồi mọi người. Thôi, bỏ qua đầu bu luôn. Cho mọi người về thay nguyên vàng lên cho nó đồng bộ nhé. Mình bán cho mọi người lấy cái phôi với lại lấy cái bát thôi. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm, sáu, bảy, bảy lóng nha mọi người, cái dàn khoan luôn nhé. Đây, bát hiện tại dài 6 mét này, thu vào là 1 mét, đọc là 1,6 ly, cân nặng 400 gram. Đây là cây số 14. Đây này 101, 14, 101 nha mọi người. Là một cây cần 3 khúc, đây, 3 khúc khoan chỗ này bị hư này, hư một cái khoan này, đấy, hư một cái khoan và một cái đầu bu nha mọi người, hư một khoan và một đầu bu, vẫn còn hai khoan nhé, khoan cái với khoan trung gian, đấy, đấy, có tất cả là 3 khoan và một đầu bu thì hư một khoan và một đầu bu, uống thử cái đọt chỗ này cho mọi người xem, rất là cứng nhé. Cần này là của Olympic nha mọi người, cần Olympic nhé. Đây Olympic. Bát Fuji FX7. Đây. Cái cần này dài 3 mét, thu vào là 1,08 m, độc là 3 ly, cân nặng là 360 g. Đây là cái số 15. 15. Cái này 150 nghìn. 15 150. Đấy. Số 16 là cây cần đây, cầu lục 25 36. Một cần là ISO khoan lớn sấp nha mọi người. Đấy, cái đầu bu có vẻ nó bị tụt ra này, một mình cộng lại luôn đây, về mọi người về xử lý hoặc là về mọi người thay luôn cái đầu bu khác nhé. Còn dàn khoan này, dàn khoan Fuji mình thấy còn ok, chỉ có chỗ này bị đứt một tí nha mọi người, về mọi người dán keo lại thôi. Ok, đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Bát Fuji FX7 nhé. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,02 m, độc là 2,6 ly, cân nặng là 340 g. Cây này cây số 16. 16 nha mọi người. 16 này là sáu là 201 nha mọi người.
17 là một cây Daiwa. Daiwa ISO. Daiwa ISO. Đầu bu thì người ta thay rồi nè. Đấy, chỗ này có mấy cái khoang thì mọi người về thêm vào một hai khoang gì đó nữa nhé. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu, bảy lóng, bảy lóng. Đấy, chắc là nó bị gãy một tí đầu bu nên là nó tụt mấy cái khoang đụng da rồi đấy ra. Đấy. Fuji FX7 bám này, cần này vẫn dài 4,5 m, chắc nó chỉ bị gãy hai đoạn đầu bu một tí thôi nha mọi người, vẫn đo ra thì cũng sắp xỉ 4,5 m đó. Thu vào là 93 cm, đoạn 2,4 ly, cân nặng là 320 g. Cây này cây số số 10 mấy là số 17 17 130 18 tiếp tục là một cây ISO này, đây qua ISO nha mọi người. Đấy, bị gãy một tí đầu bu rồi nha. Đấy, một đoạn đầu bu rồi nhé. Đấy, đầu bu nó còn thế này thôi. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm. Đấy, mắt đầu bu gãy một đoạn độc nha mọi người, còn lại cái khoang còn lại ok. Đấy, dàn khoang Fuji ok nhé. Bát Fuji FX7 này, đây qua này. Đấy, ngoại hình hơi xuất sắc. Càng này dài 3,9 m, thu vào là 92 cm, độc là 2 ly, cân nặng là 260 g. Cây số 18 này 118 100. Số 19 là một cây súp lục này, cây này China xuất Nhật nhé, China xuất Nhật Club 10, cứng 30, dài 4,2 m. Đấy, sợ tụt mấy cái khoang này mình phải cột cái chỗ này lại. Đấy, chỗ này như nó chỉ bị mất cái đầu bu thôi chứ nó không bị gãy nha mọi người, bị mất cái đầu bu thôi chứ nó không có bị gãy đâu. Đấy. Đấy, rất là cứng nha mọi người. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Bát Fuji FX7 cần là dài 4,1 m, thu vào 1,14 m, độc 2,2 ly, cân nặng 440 g. Đây là cây số 19. Cây này cũng ngắt điểm giống carbon như đây rồi. Cây này giống carbon lắm nha mọi người, mình chưa xem kỹ thôi, kể đấy. Đấy, hầu như là phíp. Cây này 140 nha mọi người. Tiếp theo số 5 là một cây Suzumi nha mọi người. Đấy, 2,7 m, thì gãy một đoạn đầu rất có đầu bu rồi, còn chỉ còn hai khoang lại thôi, về mọi người thêm khoang thêm đầu bu rồi nhé. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng. Cần này hiện tại nó bị gãy 10 phân thì còn 2,6 m, thu vào 95 cm, độc là 1,8 ly, cân nặng là 120 g. Đấy, ba lóng nhé. Cây này cây số 20 số
130. Số 21. Đây, cái cần này. Hot Fuji FX6 cũng ISO vàng lớn luôn. Này, nó bị gãy cái đầu u, nó bị gãy ra đây. Mình vẫn cọc luôn cái đầu u ở đây nha mọi người. Chắc có bị cắn. Nó bị cắn nó gãy một tí đoạn đầu u thôi chứ nó không có gãy đoạn gì nữa hết. Đây. Dàn khoan Fuji này, khoan Fuji mình thấy còn ok nhá. Đây, đọt của nó đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đây. Mắt cái nắp vặn chăn căng nha mọi người. Dài 3 mét, thu vào 1m09, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 160 gram. Cái này thay số 21. 21 101. 21 101 đồng rồi. Hai mươi hai là một cái cần tay chế thành cần ISO về mọi người ưng thì tháo khoan ra cần tay cũng được. Đấy, ông thì chế tiếp Fuji FX7 bass nha mọi người. Đây. Đọt của nó đây. Đây mình nói là cần tay người ta chế thành cần ISO nhá. Đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng, 9 lóng, 10 lóng nha mọi người. Đây, còn được mấy cái khoan, 1, 2, 3, 4 cái khoan. Cần này dài 4m2, thu vào là 59cm, đọc là 1,3 ly, cân nặng là 220 gram. Cái này cây số 22. 22. 50.000. Hai mươi ba là một cây cần ba khúc, một cây cần hai khúc chứ, hai khúc nhau rồi. Đấy, cần này thì dài 1m8 này, nó Engina xuất Nhật này, dài 1m8 nhưng mà nó bị gãy một đoạn đọt rồi, gãy một đoạn đọt, hiện tại nó còn có là 1m6 thôi nha mọi người, còn 1m6 thôi, đọt rất là cứng nha. Ok, về mọi người cọc lại cái khoan, cọc lại, bỏ cái đầu bu vào nhé. Đây, bắt vào kim loại này. Nó vừa đây nhưng mà không biết có phải của nó không nữa. Thôi coi như chế đi nha mọi người. Coi chế đi. Cần này hiện tại dài 1m6 này, thu vào 95cm, đọt là 0,3 ly, cân nặng 100 á, đọt là 3 ly. Đọt 3 ly nhé, cân nặng 120 gram. Cái này cái số 23. 23. 40.000. 23 40.000 nha mọi người. Này, 24 là một cây cần 1m8 nhưng mà nó gãy mất 5 phân rồi, còn 1m75 thôi. Đây. Thấp vặn đây. Đây. Thằng nhỏ rút như thế này thôi, nó gãy mất 5 phân rồi, bộ này tục mấy cái khoan này rồi mọi người. Tục vẫn cỡ 2-3 cái khoan trung gian gì đấy. Đấy. Này. Cây này carbon nha mọi người, chất liệu carbon nha. Carbon nhé, dài đáng ra là dài 1m8 nhưng mà giờ nó chỉ còn 1m75 thôi này, thu vào là 95cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 100 gram. Cái này cái số 24. Cái này 200 nha mọi người.
số 25 là một cái ISO khoan kim loại nhé. Đấy, đọt này. Khoan của nó thì nó có bị gãy một xí đầu bu nên người ta thay khoan bất rồi nha mọi người. Đây, giờ khoan của nó thì ok rồi. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng. Cái cần này hiện tại dài 2m7 luôn. Chắc nó bị gãy một tí đầu bu thôi nha mọi người. Dài 2m7, thu vào là 60cm, độc là 0,9 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 25. 25 100. Olympic nha mọi người. ISO. Đấy, nó cũng bị gãy một tí đầu bu, gãy một đoạn đầu bu nhé. Nên chỗ này nó giữ lại cho khỏi tục cái khoan này. Những khoan còn lại thì còn ok nha mọi người. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 6. 6 lóng nha mọi người. Cần này 3m6 mà nó gãy khoảng cỡ 50 phân đọt á, 50 phân đọt. Yeah. Khoảng 50 phân đọt, bây giờ còn 3m1 thôi. Thu vào là 70cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 26. 26, 70.000. 26, 70.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nhiều hơn. Nơi hàng từ 200.000 trở lên sẽ ship code. Và mọi người nhận hàng thì mọi người trước khi nhận hàng phải kiểm tra hàng cẩn thận xem có đúng với như trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho bên mình để phối hợp giải quyết, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không chịu xem hàng rồi nhận hàng xong rồi báo cho mình là nó bị này bị kia nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.